xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là sáng thứ hai, con đi chợ Dollar Tree, chợ rẻ nhất ở nước Mỹ. Nơi đây họ bán những mặt hàng với giá chỉ 1 đồng 25 sen cho mỗi món đồ. Thì hôm nay con thấy rất là nhiều những món đồ mà để trưng Noel, thì sẵn dịp con xin quay và chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Đây là quầy hàng hoa của mùa hoa Noel. Thì những cái này mình có thể mua về mình gắm vô cây thông của mình, cho nó thêm màu sắc để đón chào một mùa Noel thật rực rỡ. Thì cả nhà thấy mấy cái này đẹp không? Mấy cây này mình mua về mình trưng cây Noel đẹp à. Cái màu đỏ rất là đẹp. Đẹp không? Chỉ giá chỉ 1 đồng 25 sen thôi. Rất là vừa túi tiền. Ở đây là những cái đồ để trưng Noel. Thì cái này giống như mình có thể trưng ở trước cửa hay là gắn vô cây thông cũng được. Cái này là giống cái đồ mà mình nấu ăn ở nhà bếp, nóng cái mình đeo, cái kêu là mitting. Đẹp, cái này nó làm giống như cái bảng mình treo ở trước cửa. Đẹp không? Giờ mình thấy là không khí Noel đã tới rồi. Chỉ mấy cái này 1 đồng 25 sen thì mình mua về mình xài mùa đông, mùa Noel, cho dòm cái nhà bếp nó có không khí Noel chút xíu. Rất là rẻ, giá chỉ là 1 đồng 25. Như hai cái này giống như cái đồ mà đựng nồi, khi mình nấu xuống mình bắt, mình để lên cho nó khỏi nóng cái counter. Đẹp không? Ở dưới này là những cái giấy napkin để cho khi dụ mình có ăn lễ, mấy cái ly. Chỉ 1 đồng 25 sen. Đẹp ạ. Đa số đồ này là của Trung Quốc nhập qua, nhưng mà nó vô Mỹ thì cũng xài được. Ở bên này thì là những cái đồ mà giống như để mình mua về và mình trang trí cây Noel à. Đẹp à. Nó làm rất là tỉ mỉ. Nếu mình mua mình xài cái này xong, năm sau mình xài lại cũng được. Đẹp không? Đẹp à. Nội dòm cái màu thôi cũng thấy vui ha. Đẹp không? Cái này làm giống giấy cắt tông, nhưng mà dòm thì rất là đẹp mà. Cái đến là những cái đồ mà để mình trưng trước cửa nhà, hay là trưng trước cửa, hay là trưng trước sân cũng được. Đấy. Rất là đẹp. Đây là những cây nó làm thời gian giống cây Noel, cây thông mà nhỏ nhỏ. Đủ màu hết. Màu xanh, màu bạc, màu vàng, màu đỏ. Ở đây thì nó có cái lịch để mà tính xuống ngày Noel nè, giống như Christmas countdown. Đẹp không? Cái này mình mua về mình để ở nhà bếp cũng có không khí Noel. Đẹp không? Mỗi món hàng chỉ với giá là 1 đồng 25 sen, như là khoảng chừng 30 ngàn từ Việt Nam.
Đi chợ này thì mua những cái món hàng này thì mình không sợ cháy túi, rất là vừa. Mình chơi một mùa Noel xong rồi mình có thể chơi một mùa Noel nữa, hay là nếu năm sau mình không thích mình mua cái khác thì giống như mình bỏ chừng 50-60 ra vô chợ này thì mình có thể có một cái cây Noel trưng bày rất là đẹp. Mấy cái này giống như là cái chuông lát các cái kia. Còn đây là những cái tấm trải bàn, nó in hình giống như hình mùa Noel. Mình có thể mua về mình trải ra cái bàn giống như bàn tiệc để cho có cái không khí Noel. Rất là nhiều mẫu, cái này mẫu ông già Noel, còn đây là màu đỏ. Dạ, ở đây thì là những cái chuông mình có thể mua là mình trang trí ở ngoài. Rất là nhiều màu, nó có màu vàng, màu đỏ, rồi màu xanh. Ở đây là những cái này treo trước cửa, nó, nếu mà mình mở cửa thì nó lúc lắc mới nghe cái tiếng giống như là nhạc Noel. Nó làm rất là công nhận, mình phải, con phải công nhận là tụi này nó bán lời là nhiều, là số nhiều, chứ mà mỗi món như vậy chỉ có 25, một đồng 25 cent thôi, thì số nhiều thì nó mới là nhiều lời, chứ không thôi là rất là nhiều kiểu dáng. Còn mấy cái này mình có thể dán vô cửa kiến. Những cái nơ này mình có thể trang trí ở trên ngọn của cây Noel, hay là mình cũng có thể treo ở trước cửa. Rất là đa dạng màu sắc. Đẹp không? Vô sáng sớm vô tiệm là thấy nguyên một cái mùa Noel đã về. Rất là đẹp à. Còn những cái sợi dây này mình có thể quấn vòng cây nâu thông để cho nó tăng thêm màu sặc sỡ của cây thông. Rất là nhiều màu, đủ màu. Đẹp không? Còn cái bên này là những cái giỏ mình có thể mua về mình đựng những cái món quà Noel để mà trao tặng người thân và gia đình, thì mình có thể bỏ vô này. Trong này mấy cái giỏ này bự bự mà đẹp ghê, mà chỉ có một đồng 25 cent thôi. Nhiều giỏ đẹp, đẹp không? Và ở đây thì cái nhà thấy là những cái giấy mà để gói quà Noel á, thì giá cũng chỉ là một đồng 25 cent thôi. Thì mình mua về mình dùng những cái giấy này để mà gói những món quà để trao tặng những người yêu thương. Đẹp lắm, nó có đủ thứ màu rồi đó. Đẹp không? Nguyên, đây là nguyên một lô luôn. Nhưng nếu mà mình muốn lựa những cái mẫu đẹp thì nên mua sớm, vì thịt nếu mà mình mua trễ thì người ta lựa hết những cái mẫu giấy đẹp. Rồi nếu anh chị cô bác nào mà ở Mỹ mà muốn mua những món đồ Noel thì hãy tới chợ Dollar Tree bây giờ. Chợ chỉ bán với giá 1 đồng 25 cent. Thì cái này đẹp mà.
Nè bạn, bự lắm, dài thôi. Thế này mình mua chừng hai cái là làm đủ gói 10 món đồ. Cái này nè, có cái thăm đẹp à. Dạ đây thì là phần những cái thiệp Noel thì rất là đa dạng và nhiều mẫu mã, chỉ mình có thể lựa những cái thiệp để mà mình gửi tặng những người thân và những người bạn, hay là những người mà mình làm ở chung sở. Mẫu đẹp đó. Đẹp không? Ở Mỹ thì Noel thì rất là vui, những phụ huynh có thể dẫn con đi coi đèn Noel hay là đi chợ Noel, thì rất là nhiều hàng sale để mà giúp cho mình đi mua những cái món hàng sale, thì chợ nó sale rất là nhiều, đa số là cái gì cũng sale. Nhưng mà ở Mỹ thì ngày sale nhiều nhất là Black Friday. Sau khi mà lễ tạ ơn thì mình, gia đình, bạn bè cùng nhau đi mua đồ sale, mua sắm để chuẩn bị quà cho lễ Noel, lễ Tết. Ở đây thì cả nhà thấy những chiếc đèn solo mình có thể mua về gắn trước sân vườn mình để giúp tăng phần không khí của mùa Noel, thì rất là đẹp. Cái này mình gắm ở ngoài trời thì buổi sáng nắng nó hút năng lượng, buổi tối nó sẽ bật đèn lên. Ở đây những cái đồ này để cho mấy đứa nít, nó có thể mua, giống con gái có thể mua về mặn, giống như chụp hình với cây Noel một lần cho có kỷ niệm thôi. Nhưng này những cái nón để đội nó làm rất là đẹp, nhưng mà giá chỉ là $1.25 thôi. Giống như cái hat. Còn cái này là giống như cái dây đèn, giống dây chuyền mà đèn. Thì mình mua về mình dặn cái nút lên thôi, khi mà mình tắt đèn mình đeo cái này, mình tắt đèn mình dặn lên thì nó sẽ cháy giống như cái đèn mà đeo. Còn cái này đỏ giống như cái băng đô, đẹp không? Đẹp không? Nó làm đủ kiểu. Cái này hiếm ca giác, ca ra vát. Cái này ở Mỹ khi mà gần tới Noel thì mấy trường học cấp 1 nó có giống như biểu diễn ca nhạc, thì những em bé gái có thể đeo cái này lên đầu giống như khi biểu diễn, giống những hát những bài hát mà giống như ông già Noel, hay là những bài hát mà giống như con reindeer. Đẹp không? Còn cái này là những cái dĩa giống như mình có thể đựng mấy món ăn trong ngày lễ Noel, thì dĩa này thì nó làm giống như mica mũ, thì mình có thể xài một lần mà. Rồi, cả nhà thấy đây là những chiếc vớ, giá chừng $1.25 thôi. Vớ này đẹp à, giờ mình thấy cũng mịn lắm à, mịn, chất liệu mịn thì mình xài một lần.
Dạ thì con đã quay quay vòng vòng chợ 1 đồng 25 sen Dollar Tree là chợ bán những mặt hàng rẻ nhất nước Mỹ. Thì mong rằng cái video này nó đã giúp cho cả nhà có những cái phút giây để hiểu biết hơn về nước Mỹ khi mà mùi Noel, mùi Giáng sinh, những người có ít điều kiện tài chánh eo hẹp thì có thể tới chợ Dollar Tree, chợ bán 1 đồng 25 sen một món. Thì mình mua những món đồ này về để mình trưng lễ Noel. Thì con xin chào và xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video kế tiếp. Xin chúc cả nhà mình một ngày mới thật nhiều năng lượng và nhiều niềm vui. Và sẵn đây con cũng xin cảm ơn những cô chú anh chị đã và đang ủng hộ coi video giúp cho YouTube của con được mở rộng rãi hơn. Thì con xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào. Bye bye.